Xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cá Cổ, cửa hàng Thành Hợp, địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Hôm nay em lên lô máy 13 cây lô chip bơ, chip bê, bê phở nha em. Em quay phía sau cho mình coi máy đẹp lắm. Kawasaki TD33 tôm lớn, mua lớn dày hết sức dày ha. Cái tôm này xài 10 năm chưa xi nhê nè. Cái chi máy nha. Đó. Mitsu tên là 26 tôm gầy, Makita 4 thì. Ga 2 chế độ. Magu 26, màu độc quyền duy nhất, màu đen, đó giờ mới thấy luôn. Cái này như cái thứ hai em like rồi. Magu 26 tôm gầy 260, Magu 23 tôm gầy, ga bóp. Gobin có trợ lực ha. Gobin này 26 nha em anh. Mà thêm nó thêm đi, Ryobi 22 ga bóp luôn, quá đẹp. Magu đập hộp đập thùng, hai cây Magu đẹp xuất sắc luôn. Echo Gilgit 256 Gobin có trợ lực, và Gobin này Gobin 250, cái này luôn Gobin 220, giá dao động là 1,3 triệu trở lên ha, 1,3 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, vâng vâng, cho đến 2,1 triệu, 2,3 triệu nha. Rồi anh cho sơ máy giùm em, trợ lực có, ga bóp có, máy đẹp chưa, đập thùng có luôn đó. Xem kỹ chi tiết, coi cây nào phù hợp với mình thì mình tua lên mình coi mình chốt cho nhanh, còn không thì mấy anh xem hết clip chọn cũng được ha. Rồi, số điện thoại để đặt hàng bên em là 0913136620, số này có Zalo là Mai Thị Thanh chị nha. Ở bên em ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc ha, được xem hàng nổ máy trước khi nhận, đặc biệt là không lấy cọc nha, và thời gian đi là 7 ngày. Hàng tới sớm thì bu cục hệ sổ giao sớm cho mình, ví dụ miền Tây thì 4-5 ngày mấy anh không nhận được hàng mấy anh điện cho em, còn ra Bắc thì 7 ngày không nhận được hàng điện cho em đó. Kèm thêm 6 món đi kèm ha, và có dây đeo trắng cỏ, tiếp mở bugi, lục giác 4, đĩa dài và ổ khóa cước nha đó, nhanh gọn lẹ luôn. Rồi em bắn nhớt này mấy anh ơi, mình này là 1 lít nhớt 2 thì nha. Máy này là máy 2 thì, chỉ có một cây 4 thì thôi, nhiều anh lên chốt và chốt cho có, chốt cho lẹ, chốt xong rồi về ổ máy 2 thì hả em. Trời ơi, coi không kỹ này, cái bơm hạng, cái đứt buộc đứt gan. Bên này 1 lít 100 ngàn nha, và tỷ lệ xăng có nhớt là 1 lít xăng pha dùm em 40 hoặc 50. Ví dụ mình lượng nó hơi dính lên đây cũng không sao em anh. 50cc nhớt ha, cái mình lắc vô mình đổ xăng vô mình thử ha. Rồi, và đặc biệt là em nói luôn là khi mà hàng á mà tới thì mình phải chuẩn bị xăng với nhớt thử máy dùm em nha. Chứ mà nó không có mà đổ trong đó em anh, tại quá trình vận chuyển mà để xăng với nhớt vô là họ sẽ không giao hàng bị la nữa. Đó, rồi mấy anh xem cho kỹ giùm em cây nào phù hợp thì chốt ha. Hải để coi cái áo mua cây đó kìa. Rồi em vô cây B1 đầu tiên, Ruby á, Ruby á. Thằng này nó 20cc nha em anh, nhỏ mà có vỏ ha, nổ rất là bốc ha. Hôm qua em lai một cây cái trái lè đỏ ở phía trước em bán rồi, hôm nay em lên cây khác cái trái lè đỏ ở phía sau nha. Mà dòng máy này thì em hay nói đặc thù, nó giống như là thiết kế cho mấy bác lớn tuổi chị em phụ nữ sử dụng nha, gọn nhẹ, tiết kiệm xăng, chạy bốc nổ giòn, và đặc biệt là cái chế zin lè đỏ tự động ha. Đóng lè thì mình bật lên như thế này, mấy anh khởi động máy mấy anh bóp vú lên đóng lè như thế này xong lên ra nó sẽ nhảy mở cái lè cho mình đó, xịn sò là chỗ đó ha. Mình không cần phải nhớ mở lè đóng lè, tôm liền tôm nhựa công tắc ha. 1,3 triệu cho B1 nha mấy anh. Hai tay cầm ra giữ, đầu bò zin trắng tỏ zin. Rồi cái này nè, zin nè. Em anh zin nhưng mà cái màu nó không sáng thì mùa nó rất là dày nha. Hả? Cái mỏng này nó ngộ chỗ anh, đầu máy nó gọn mà tay với cái lát nó dài. Nó xịn sò đó, mình phải phát cỏ trong ngõ ngách được. B1 1,3 triệu ha em anh. Rồi em sang B2. B2 là Gobin. Gobin này 25cc nằm 34 ly nha em anh. Cây này nó có trợ lực nha, mấy anh nhìn lốc máy đi, lốc máy nó mới nè, siêu luôn nè, quá đẹp, quá sáng luôn nha mấy. Bình xăng lớn nó zin theo máy nha, mà nó mới vậy đó, cái này là zin theo máy chứ phải bình xăng mới bên em nha mấy. Chế One Pro le đỏ tự động đó, nhảy mở le luôn, tum liền tum nhựa nè, ốc zin sáng vàng tư luôn nha mấy anh. Công tắc V2 1,6 triệu ha. Hai tay cầm ra giữ,
trắng cỏ zin là bò zin ha. Trời ơi cái lát nó đẹp, nó sáng rồi mấy anh ơi, lát zin xịn sò luôn. Rồi anh nào muốn máy trợ lực giá vừa túi tiền 1,6 triệu, zin hết lốc máy rồi sáng đẹp hết, thì anh chốt cây này giùm em, chế le đỏ tự động nữa nha, 1,6 triệu chơi B2. Rồi em sang B3 Kyogit 256. Nhìn nó đồng thanh đồng thủ đã dễ mang, bình xăng con rồi biết tông ga. Khi mà mấy anh khởi động máy, mấy anh bóp xăng lên, mình đóng le mình sẽ gặt lại như vậy. Chừng nào máy giật một hai cái nổ không nổ thì mở cái le gió ra là gặt lại như vậy. Và đặc biệt những cái hệ biết tông ga như thế này thì mấy anh phải lên xăng, mấy anh lên ga, mấy anh lên ga từ từ dùm cho em để cho nó qua xăng. Nó qua xăng khi nó ngọt thì mình lên hết ga là chuyện bình thường nha mấy anh. Tum nhôm nha. Tắt tum gời tum nhôm nha mấy anh. Nó 33 ly 1,6 triệu. Cái hệ này thì cái bít tông nó rất là dày, cái búa nó rất là to, thì em bao cho mình xài ổ cước được nè, mình phát cỏ keo, cỏ cứng, gốc gạo rồi là bao xài nghe mấy anh. Mà máy này mình chạy mệt chứ máy không mệt, không đuối sức, chạy bao khỏe luôn đó. Cái hệ này anh nào xài là biết nè, cái anh nào có xài cho em review nha. Cầm nó hai tay cầm ra giữ chắc cỏ zin đầu rồi zin không số luôn. Rồi xịn sò cho cái máy B3 1,6 triệu. Em sang B4, B5. Đó, hai cây này thiếu cái hộp nha. Tem mới luôn. Rồi. Cái này là cái bình xăng á, tại nứt găng như vậy chứ nó không có bị chảy xăng nha mấy anh, thấy cái kiểu nó vậy chứ không sao nha. Trời ơi. Múc nè. Sáng tư luôn, 20cc 30 ly nha. Chế zin. Chế zin One Pro nha anh em. Tum liền tum nhựa, công tắc nó nằm ở đây nha. Ốc trắng tư luôn, anh thấy nha. Xịn sò luôn, 1,6 triệu B4 nha. Hai tay cầm ra giữ, trắng cỏ zin đầu vòi zin, lát zin. Ốc zin đồ hết luôn nè, có hai cũng hung nữa nè đó. Lóc dập mắt in Japan, trời ơi cái lóc cân luôn ha, quá đã. Rồi cái em này là 1,6 triệu cho B4. Rồi B5 Maru Yanma 20cc, phải nói cái cây này nó còn thiếu đúng một cái thùng dập chữ Mara Maru Yanma thôi mấy anh. Anh nhìn giùm em lóc máy nè, nó còn ốc ở trong nó cho vàng đẹp hết sức đẹp không. Mình xong lớn zin nè, đang còn tum tum rồi tum nhôm mà anh nhìn ốc tum nó vàng nè, xịn sò không tắt nè. 1,7 triệu nha, hệ này mua về sưu tầm cắt cỏ nha mấy anh, thêm giùm em vài trăm ngàn nha ha. Vài trăm ngàn này là giá cả cạnh tranh chứ nếu mà thấp quá thì bán cũng lời đâu, tại hệ máy mua dạng lựa á. Anh nhìn giùm em ốc tum nè, xịn sò từng con ốc ha, nghe giữ cắn cỏ zin đầu bò zin ha, lóc dập mát in nha ba, nó rất cái lóc sáng đẹp quá đã. Cây này không chê vào đâu được nha mấy anh, 1,7 triệu cho B5. Rồi B6 Ryobi. Giật nó trắng rồi mấy anh. Đã không? Cái này nó có trợ lực nhẹ nữa nha, ha, giật rất là nhẹ. Ryobi, hệ này có Echo đời mới nha. 22cc 32 ly nha. Xăng lớn zin quá đẹp. Ốc nó màu đen zin ha. Rất là đã. Tung liền tung nhựa nha. 1,7 triệu cho B6 nha mấy anh. Cầm nó trắng. Ra bóp zin, con tắt trên di động, các cỏ zin là bò zin. Đầu bò có chép ngược luôn, hạn chế sáng cỏ nha.
số luôn. Đó mà lấy nét chụp giùm em ha. Cái này á nó cũng ít có lắm anh, lâu lâu mới có, mà anh nào mua về sưu tầm thôi, cắt cỏ nhìn nó màu lạ thôi, anh lấy cái này giùm em nha. Rồi B6 1,7 triệu. Rồi em sang B7. Cho nên giật nó tắt, những tắt hai bên em mới lên, cũng nghĩa là ví dụ như máy mà hình thức đi, anh nào mới sử dụng mà không rành á, mà mấy anh giật hoài mà nó không có nổ, mấy anh lên tí xíu ga dưới đây giùm em là giật nó sẽ nhảy nổ thôi á. Cái đó là chỉ là một mẹo nhỏ trong quá trình mình sử dụng máy thôi các anh. Anh nhìn giùm em đi, nó máy rất là sáng, không có teo luôn, nhưng mà tại cái áo nó bị đen cái này thôi ha. Hàng hệ này Ryobi Gobin, nhưng mà cái tem của nó tiêu rồi, thành ra lấy kêu gít dán vô cho nó đẹp đó nha mấy anh. Rồi cái này là cái ưu điểm đầu tiên là cái cổ bình xăng nó quay lên, gì đổ xăng nó dễ dàng ha. Ghế hai kim của anh Pro ngang ngang. Tum liền, tum nhôm sượng sọ luôn ha. Tắt nè. 1,750,000. Đó, ga giữ, một tay cầm, đầu bò zin. Đó, thì một tay cầm nó có cái lợi, một tay cầm là gọn, thứ hai là phát cỏ trong vườn cây ăn trái nó dễ dàng. Em thấy một tay cầm, hai tay cầm không quan trọng nha mấy anh. Vấn đề là mình đã có cái móc dây đeo vô đây, mình quẩy lên thì nó đã có cái thế rồi. Trừ khi mấy anh sử dụng hai tay cầm nó quen thì qua một tay cầm mình còn bỡ ngỡ thôi, chứ một tay cầm hai tay cầm thì sử dụng cũng ngon lành. Rồi nhìn cái tung nó giùm em, quá trời dày dặn luôn. Rồi có cái đế chuyên dịch ha, bảo vệ mình xăng lớn mình luôn nha. 26cc có trợ lực 1,750 triệu, xài siêu nhẹ nhàng nha. Trợ lực này trợ lực cả nha mấy anh, kéo lên buông về là nó tự nhảy nổ ha, gọi là trợ lực cả nha, nó quá sáng khói luôn. Rồi B7. Em sang B8 Magu Yanma. Thằng này nó có trợ lực nha, trợ lực nhẹ nha mấy anh, trợ lực lò xo á. Nhìn giùm em lốc máy nó quá sáng với đẹp luôn, bình sơn lớn zin, chế zin của anh Pro ngang ngang ha, ốc trắng tư luôn. Tum gời, tum nhôm xịn sò luôn ha. Cái tum này mình vừa với thằng Mitsu nè, Kawasaki gửi 25 rồi nè ha. Cây này 1,8 triệu nha. Ga bóp, mấy anh muốn lên nửa ga thì mấy anh kéo cái dài, mấy anh muốn lên hết ga thì mấy anh kéo giùm em cái ngắn này, công tắc trên gì đâu. Đầu bò zin trắng cỏ zin, các cái đầu bò có chém ngựa, còn cái này cái đó mấy anh khỏi gắn lưỡi, mấy anh phát cỏ là sát sát, để nguyên cái đó phát đi, đứt bực bực luôn. Ra trái thuộc diện ta lệnh nha, sát này nó hơi bự chứ thật ra là nó có 1 triệu, nó có 23cc 32 ly nha mấy anh. Rồi lắp có dập mắt in Japan luôn nè ha, hai cộng thun mình sân lớn còn luôn đó, ốc dưới đây trắng từ luôn anh thấy không. Mẫu này đẹp quá đẹp mấy anh ơi, xịn sò luôn á. Ga bóp luôn. Rồi B8 1,8 triệu. Em sang B9 Magu Yanma. Thằng này 26cc tung gợi luôn nha. Chơi 34 ly, bình xăng lớn zin, nói chung là máy này zin 100%, mà tại sao nó giá bằng cái kia là do cái áo của nó không có được đẹp ha. Áo nó không được đẹp thì mấy anh sẽ đánh giá chất lượng máy, chứ chất lượng máy em bao zin bao chất lượng khỏe nha. À, chế zin của anh Pro ra ngang 1 kim, tum nè, tum 260, tum nhôm luôn, công tắc nè đó, hai tay cầm ra giữ ha. À, còn ốc tùm nó bạn tư luôn, đầu bộ zin theo máy nha. À, cái này thì lắp có giặt mắt in Japan cho mình luôn nha, sửng sợ luôn nha mấy anh. 26cc 34 ly, đặt cước thoải mái nha, máy bao zin bao khỏe, bao cho mình xài luôn nha mấy anh. Nhưng mà hình thức máy thì bên ngoài nó như vậy, nhưng mà anh nào không có chấp nhất hình thức máy bao chất lượng thì mấy anh chọn cái này dùm em. B9 1,8 triệu. Rồi em sang B10
Maru Yanma ha. Màu đen người thổi nha em. Ra đường nó chắc ha. Cái này nó có trợ lực nha em anh. Cái này nó có trợ lực ha. Giật phát nhẹ là nó qua tua liền. Ốc nè, ốc trắng tư luôn. À bình xăng lớn zin ha, ốc zin, áo zin. Nên nhìn giùm em lúc máy rất là sáng và đẹp. Lắm là mới, quá mới luôn. Rồi, BM 34 ly 1.9 triệu nha em ha. Anh cũng liền cũng nhựa nha. Ra giữ công tắc trên ghi đâu. Nè ta trái một chuyện ta lệch ra đầu màu ghi nha. Lắp giặt mắt in Japan luôn. Không cậu. Rồi BM 1.9 triệu nha. Em xăng B11 4 thầy xăng riêng nhất viên nha em anh. Xăng riêng, nhớt riêng, nhớt 4 thì nha mấy anh. Là khi mà mấy anh đổ nhớt, mà anh đổ lưng lưng giùm em, mình để cái này vô lại vừa hai đừng quá tràn nha. Cái máy thì nó không có cái tem, nhưng mà bù lại áo mình rất là đẹp. Cái lóc máy mình rất là sáng. Chế jean One Pro, nghe nghe, công tắc nè. Tung thì tung liền, tung nhôm nha, chữ Makita dập nổi nè. B11 2.1 triệu nha mấy anh. Ga bóp nè. Ha, ga giữ thì mình buộc cái này lại. Đó, hình ga giữ nha. Đây gọi là ga hai chế độ, trắng cỏ zin đầu rồi zin luôn. Rồi B11 2.1 em anh. Cái trông nó rất là đẹp, sau lưng em anh nhìn nó sáng tối luôn. Có chân trống nè. Mình xăng lớn mình không chạm đất ha. Quá đã. Rồi B11 xong, em xăng B12 Mitsubishi TL26 ha. Nó nổ rất là chuẩn luôn nha mấy anh. Hè này chạy siêu là tiết kiệm xăng ha. Nói gì nói chứ bây giờ ở đây thì mấy phụ tùng đa dạng như thế mỏng người lắm. Áo này nước lây xíu nha mấy anh. Đóng máy gì? Máy gì hết. Mình xăng lớn zin mình thấy ở bến mấy anh này anh xài không kỹ là anh không đổ xăng cho mình, mình xăng hơi vàng thôi. Chứ zin luôn dày dặn luôn. Lắp giặt mát in nha mấy anh. Chế hai kim ra quan bờ lộ ha. Trong gời trong nhôm. Công tắc nè. Rồi máy này ngoài các cỏ mình tháo mình đóng cái thuốc luôn nha. Có cái đấy hơn mình xăng lớn luôn. Rồi hai tay cầm ra giữ trắng cỏ zin là bộ zin ha, trắng cỏ nó bể rồi nó bổ sung trắng cỏ khác cho mình. Rồi 2.3 triệu cho cây Mitsu nha anh, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Rồi có thông số luôn nè nha, 191380 5k. Nè này chạy về tiết kiệm xăng nè, không hư vật nè đó. Để mấy anh có thể chốt cây này giùm em B12 2.3. Rồi cuối cùng là B13 Maru Yanma là chụp giật, nhưng mà sau lưng cái này mới là Kawasaki nha anh. Ga nhôm. Rồi đầu bò zin trắng cỏ zin. Anh nào không thích lắp xay thì mấy anh nói em bấm là cho nó hết xay. Còn nó có xay nó có cái lợi của nó chỗ là khi mà mình xay mà tàu máy anh lắp thì mình khỏi cần phải xay người. Cây này 2.2 triệu nha mấy anh. 2 nha. Em tắt máy nè. Rồi, quá trình lai xong rồi mấy anh là chốt cái này nhớ giùm em B13. Chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.